Ai là người mà bạn ái mộ và tại sao? Hi, xin chào các bạn. Mấy hôm trước đó, Vân Anh tình cờ xem được một cái bộ phim nói về cuộc đời của bà Julia Child. Đó là một người phụ nữ nổi tiếng một thời ở Mỹ trên những cái show truyền hình chuyên mục về dạy nấu ăn. Và mình hết sức là ngạc nhiên và không biết là mình dùng cái từ ái mộ có thật sự là thích hợp hay là không. Vân Anh thì Vân Anh nghĩ rằng cái từ ái mộ thì mỗi người có một cái cách ái mộ khác nhau về một cái nhân vật nào đó. Bây giờ mình nói thí dụ nha, thí dụ như mình điển hình mình lấy đi là bà Oprah chẳng hạn. Các bạn ái mộ bà Oprah vì những cái talk show của bà hay là vì cuộc đời của bà ấy? Đối với Vân Anh thì Vân Anh nghĩ là Vân Anh ái mộ về cái cuộc đời của bà ấy. Bà ấy là sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó này ha, bị cưỡng bức khi mới lên 9 tuổi mà thôi, rồi có một cái cuộc sống gọi là phóng đãng vào lúc ở cái tuổi 12-13. Cái vấn đề ở cái chỗ mà mình muốn nói ở đây á, là mình ái mộ bà ấy đã vượt qua được cái thời kỳ gọi là cám dỗ, khó khăn cũng như là cái thử thách của cái tuổi trẻ để mà hoàn thiện cái bản thân của mình và trau dồi học hỏi. Sau cùng thì bà ấy là một trong những người đàn phụ nữ Mỹ gia đình da đen đầu tiên đứng trong cái danh sách gọi là tỷ phú và là có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn trên thế giới. Bây giờ mình trở lại bà Julia Child nha. Vậy thì tại sao mình lại ái mộ bà Julia Child? Nếu mà xét cái tiêu chuẩn mà bên ngoài của bà ấy thì bà ấy thật sự không có. Bởi vì bà ấy rất là thô tháp người, thô tháp, giọng nói thì ồ ồ như đàn ông. Vậy thì tại sao bà ấy lại thành công trong những cái show truyền hình một thời ở Mỹ về những cái một dạy nấu ăn mà người ta rất là say mê? Thì đối với mình thì đơn giản mà thôi. Mình phục bà ấy ở cái chỗ là bà ấy đã vượt qua được những cái tiêu chuẩn của con người đặt ra đối với cái vẻ bề ngoài khi mà đứng trước gọi là cái TV show hay là trước công chúng, phải cần đẹp, phải cần có giọng nói hay là giọng nói truyền cảm vân vân. Và bà ấy là vượt qua khỏi được những cái tiêu chuẩn bình thường đó của con người. Nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của cái người được ái mộ thì mình lại nghĩ là ưu điểm cũng có, là cái chỗ là rất là nhiều người yêu mến mình, nhưng mà đồng thời khuyết điểm là cũng có rất là nhiều người ganh ghét. Còn nói về cái ái mộ một nhân vật nào đó, cái độ bền vững hay không bền vững, đối với Vân Anh thì Vân Anh nghĩ rằng là nếu mà một nhân vật nổi tiếng nào đó ha, trong cái lĩnh vực thí dụ như là thể thao, về điện ảnh hay là về ca nhạc chẳng hạn, thì mình nghĩ cái ái mộ đó chỉ trong một cái thời gian nào đó mà thôi, và nó sẽ phai tàn dần theo năm tháng cũng như là theo cái tuổi đời của họ. Còn cái người mà có cái khả năng thuyết phục người khác về cái lối sống này, về cái đạo đức của mình này, hoặc là về cái kiến thức, thì mình nghĩ rằng cái đó nó bền vững hơn nhiều và nó có thể đồng hành với cái nhân vật đó cho đến cuối đời. Riêng các bạn có từng ái mộ ai hay chưa? Và vì lý do gì mà các bạn lại ái mộ cái người kia về cái nhân vật đó? Theo như Vân Anh nghĩ, không cần là mình ái mộ một người nổi tiếng nào, mà có thể là mình ái mộ với những người xung quanh mình. Thí dụ như là cha, mẹ mình, anh trai hoặc là chị gái, em gái của mình, mình cũng có thể ái mộ. Và lý do tại sao các bạn lại ái mộ họ? Nãy giờ nói chuyện linh tinh cùng với các bạn cho vui, hy vọng là sau này mình sẽ có dịp nói chuyện phiếm cùng với các bạn về những cái đề tài khác. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và an lành nha. Hẹn gặp các bạn trong những cái video sau.